một nguồn thông tin cực kỳ chấn động thưa cô chú anh chị. Funny Hùng, kênh Funny Hùng đã tụt sút trầm trọng, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Funny Hùng đã gục ngã trước những gọi là lời bình luận đó của cộng đồng mạng đã để trên cái kênh của mình. Và rất là nhiều comment chỉ trích đó, nói về con người mà ăn gọi là ăn cháo đá bát, ăn chặn tiền mồ hôi xương máu của anh em. Funny Hùng bây giờ là nghe nói là gọi là bị trầm cảm luôn cô chú chị. Đó, những cái cuộc gọi là không gặp gỡ giữa Võ Sư Lộc và Funny Hùng không thể nào diễn ra được. Vì sự mong muốn của anh Lộc để gặp Hùng, để đối chất, để gọi là giải quyết cho nó im đẹp. Nhưng mà Hùng quyết định gọi là cố thủ trong nhà, không ra khỏi địa phương, không rời khỏi địa phương và không đi quay video clip. À, để yểm luôn 8 tỷ mấy, không ói ra 1 tỷ 3 nữa cho kênh anh Lộc nha mọi người. Thì thật sự câu chuyện này nói vui thôi mọi người, thật sự nói vui, mình nghe chơi thôi chứ đúng ra thì câu chuyện này đó cô chú anh chị, thì mình mong thằng Hùng là bây giờ với cộng đồng mạng cũng rất là mong muốn thằng Hùng đem số tiền 1 tỷ mấy, để 1 tỷ 3 để trả cho kênh Võ Sư Lộc mọi người. Vì anh Lộc ảnh đã lên tiếng rất là nhẹ nhàng và êm đẹp đó. Nếu mà tình trạng này thằng Hùng mà nó nằm luôn, nó yểm luôn cái số tiền 1 tỷ mấy này của anh Lộc nữa thì chắc chắn là pháp lý sẽ vào cuộc thôi cô chú chị. Chắc chắn như vậy. Tại vì anh Lộc này mình thấy ảnh chỉ lên nói nhỏ nhẹ như vậy thôi, nhưng mà thằng Hùng này nó quyết cố thủ ở trong nhà không ra để gặp anh Lộc. Và anh Lộc cũng đã điện thoại và nhắn tin, thì nhận lại một cái tin nhắn của thằng Hùng là bây giờ là em buồn quá, em hụt hẫng quá, em hoang mang quá, em không muốn gặp ai cả. Tại vì sao? Tại vì ở nhà em mắc giữ số tiền 8 tỷ mấy của em, sao em đi được. 8 tỷ mấy mà cô chú anh chị đâu hết đâu, mà bây giờ trả có 8 tỷ mấy, trả có tỷ mấy cũng còn 6 tỷ mấy đúng không mọi người. Trời ơi, cũng còn vậy. Ủa, 7 tỷ mấy chứ, tính ra phải 7 tỷ hơn. Tại vì còn rất là nhiều tiền bên kênh Facebook đồ nữa, tiền quảng cáo nữa rất là nhiều, số tiền rất là khủng. Nhưng mà anh nói cho mày nghe nè Hùng ơi, mình ta nói là giữ được rừng xanh sợ gì không còn củi đốt đúng không cô chú anh chị. Nói giữ trống thì giữ được trống thì đâu có sợ gì mà gọi là không có con. Nói có giữ trống được thì đâu có sợ gì mà không có con. Giữ được rừng xanh thì không, sợ gì không có củi đốt đó. Nhưng mà em cố tình cố chấp, em yểm luôn 8 tỷ mấy này, em không ói ra 1 tỷ mấy cho anh kênh anh Lộc cũng như là anh Lộc, thì chắc chắn cái cuộc đời em sẽ bế tắc 8 tỷ mấy này. Rồi em mai mốt em ra đường em gặp ai? Tại sao mà em làm như vậy Lộc? Mà nghe nói là bữa em nghe coi clip của em Lộc của Hùng đó mọi người, mình thấy Hùng nó cũng học cao mà cô chú anh chị, học đại học mà người có tri thức, có con ngoan vợ đẹp, mà tại sao mình sống như vậy để cộng đồng lên án như vậy? Thì thật sự 1 tỷ mấy em trả lại cho anh Lộc, và em có một cái clip nói rõ cho cộng đồng mạng cũng như là xin lỗi anh Lộc trước cộng đồng mạng, thì nó quá là im đẹp rồi, mọi người rất là thương em. Tại vì tuổi trẻ bồng bột mọi người, nói chung là thấy tiền thì tham lam chút đỉnh, thì em lên em nói sự thật thì cộng đồng người ta cũng hiểu được. Đó, người ta cũng hiểu được và người ta châm chế lại. Chứ bây giờ em nằm mà em rút ẩn trong nhà như vậy, em không đi làm ăn gì được. Và những cái clip sau này của em quay lên ai xem, và những cái quán nào mà cho em tới review em, hay là tự vợ chồng em tính về quê làm vlog luôn, cùng gia đình luôn, rồi tự đăng tự xem luôn. Chứ bây giờ cái kênh em là anh thấy bây giờ rất là trầm trọng rồi Hùng à. Đó, thì mình nói cô chú anh chị khán giả mọi người nhìn đi, bây giờ thì chỉ còn có 588, nhưng mà không biết là 2-3 ngày nữa thì nó sẽ tuột như thế nào nữa. Rồi cái kênh này thì có nước là treo đầu giường gác dàn bếp thôi chứ làm gì nữa cô chú anh chị. Nó đăng lên thì bây giờ có view thì khán giả người ta vô ngồi xem thì nó nhảy view đó, nhưng mà comment chửi nè, comment chỉ trích nè, ở dislike nè, thì đường đâu nữa mà em tồn tại được không? Bây giờ 8-9 tỷ bạc thì trả cho anh Lộc đi em. Anh cầu xin em, cũng như thương xót em mới lên nói thôi, mới khuyên em thôi. Chứ thật sự nếu mà muốn trù dập em thì không phải như thế này đâu. Và rất là nhiều cái cô chú anh chị khán giả người ta cũng comment, người ta góp ý.
Làm người mà cô chú anh chị ai cũng phải có lỗi lầm, nhưng mà mình làm sai thì mình phải sửa sai, mình té ở đâu thì mình phải đứng ở đó. Đó, anh Lộc anh cũng đâu có phải bắt ép em làm những cái chuyện gì mà quá đáng, anh cũng đâu bắt em phải chia đôi, em cứ làm theo cái lực của em đưa ra. 82 là cái số tiền là khoảng 1,6 tỷ. 1,6 tỷ thì em trả ra dọn dẹn gần 300 cho anh Lộc rồi, thì còn 1,3 tỷ nữa em ói ra cho anh Lộc, em đem tới em trả cho anh, thì anh em dĩ hòa vi quý, đường ai nấy đi, công việc ai nấy làm, đúng mọi người đó. Nên cô chú anh chị có nhiều cái comment cũng độc lạ lắm mọi người, vô là nói này nói nọ, nhưng mà mọi người nhìn cái góc độ đi, mọi người bị mất cái số tiền mà công sức của mình bỏ ra 4 năm trời như anh Lộc đi rồi, mọi người sẽ như thế nào? Mọi người không nằm trong cái vai trò của anh Lộc thì mọi người sao mọi người hiểu được cái cảm giác? Tại em cũng là một dân làm YouTube và kiếm tiền nó rất là cực khổ mọi người, mồ hôi xương máu đó, chứ không phải là dễ kiếm tiền đâu cô chú chị. Nếu dễ là ai người ta cũng làm YouTube người ta ăn rồi. Ừ. Nên Hùng, mình là cũng dân làm YouTube với nhau, mình phải hiểu được công sức anh em bỏ ra như thế nào. Thì bây giờ em cứ nghe lời anh, nghe lời cô chú anh chị đi, đem ra là một clip trả tiền cho anh Lộc nó rồi, dĩ hòa vi quý, anh em đường ai nấy đi, không hợp nhau thì chia tay sớm bớt đau khổ. Thì công việc em làm, công việc anh Lộc Thịnh Lộc làm, đúng cô chú anh chị. Cái này là một cái lời khuyên chân thành, còn em cứ cố chấp em im luôn, em im em cũng đâu phải là cách giải quyết đó. Em im luôn thì chắc chắn là em thừa nhận là em lừa gạt, em hút máu đồng loại, em ăn chặn tiền của anh Lộc rồi, đúng không? Đó, cái cách giải quyết là phải đối diện sự thật, đối diện với anh Lộc đó, mình ra mình nói chuyện. Còn không thì bây giờ em tháo clip xuống, hình ảnh Lộc, anh Lộc cũng không lấy tiền, với điều kiện em phải tháo clip xuống hết. Nhưng mà giờ em có tháo, em có trả tiền, thì rốt cuộc cộng đồng mạng cũng không còn tôn trọng em, không còn tin tưởng, tín nhiệm em như ngày xưa nữa. Và cái uy tín của em nó giảm đi rất là nhiều. Thì em thấy đi, như lời anh đã nói rồi, như lời anh đã nói cách đây 2 ngày rồi, thì anh biết trước cái điều là kênh em sẽ banh, kênh em sẽ không còn giá trị gì nữa, lượng view đó, tuột, đặc biệt là cái lượng subscribe của em nó tuột dần theo năm tháng, nó tuột dần. Nhưng mà cái lượng like thì nó tuột, nhưng mà cái lượng dislike thì nó cao. Thì chắc chắn một điều là cái kênh em chỉ treo đầu giường đó. Bây giờ sub sub like view không quan trọng đi, đối với em đi, nhưng cái sự uy tín của em sẽ không lấy lại được. Anh nói rồi, tiền mình còn kiếm được, tình cảm, uy tín, danh dự của mình khó mất rồi, khó tìm lại lắm em ơi. Đó, nên sau khi nghe được cái clip này, mình nói thiệt cô chú anh chị á, mình lên mình chỉ nói ra cái sự thật, mình muốn khuyên để cho thằng Hùng nó biết cái sai mà nó sửa. Chứ cô chú anh chị đừng vô công kích mà bảo vệ những, nè em Hùng, em nên nhớ nè, những người mà vô mà gọi là hoan hô ta đó, là những người sẽ đả đảo sau này đó. Em đang đi sai đường, em đang làm những việc làm sai trái, thì em phải nghe lời cộng đồng mạng, em phải nhìn nhận sự việc mình sai, mình đứng ra mình giải quyết. Mình là một thằng đàn ông, mình sống phải có bản lĩnh, mình là cũng dân học đại học, dân có trí thức mà, đúng không? Chứ không phải như anh hàng tôm hàng cá học chỉ lớp 9 lớp 10. Nên mình có học thức, nó có địa vị trong xã hội thì mình cũng phải biết suy nghĩ nào đúng cái nào sai. Nên khuyên chân thành với em là phải có một cuộc gặp Võ Sư Lộc để hai anh em ngồi trò chuyện, hay là như thế nào? Nếu em không muốn gọi là lùm xùm thì hai anh em gặp riêng đó, đừng quay clip, thì giải quyết êm đẹp. Thì anh Lộc anh lên anh công bố, và em lên công bố của em là xong. Anh em chúng tôi đã giải quyết, vậy là êm đẹp. Cái đường này là rất là gọn. Còn em đã bị mắc cỡ hay là em tự kỷ luôn là cái chuyện đó là chắc chắn 100% rồi. Em trốn hoài nó cũng vậy vậy thôi. Em trốn hoài nó cũng vậy thôi em ơi, vậy thôi. Sự thật nó là sự thật, mà một nửa sự thật nó cũng không phải là sự thật. Đúng không cô chú anh chị? Nên mọi người comment, mọi người đừng có nói là lên công kích thằng Hùng ở đây. Ở đây không ai công kích nó hết cô chú anh chị. Ở đây anh em người ta chỉ góp ý, người ta nói lên sự thật. Người ta muốn lấy lại công bằng cho anh Lập.
lấy lại số tiền cho anh Lộc, vì đó là mồ hôi nước mắt của anh bỏ ra 4-5 năm trời chứ không phải là một ngày một bữa thôi cô chú chị. Thì mọi người mà comment mà nói anh Lộc là nham hiểm hay là hắt hủi thằng Hùng mà ăn hiếp thằng Hùng gì đó, công kích thằng Hùng, thì mọi người cứ đặt mình vào vai trò của anh Lộc. Mọi người làm 4-5 năm trời mà bị anh em nó chơi lên đầu cha như vậy thì cô chú anh chị chịu được hay không? Thì khúc đó mọi người mới hiểu là anh Lộc anh làm như vậy là đúng hay sai, tụi em nói lên cái chính kiến này là đúng hay sai. Đó, cái này là đang muốn giúp đỡ thằng Hùng chứ không phải là muốn hại thằng Hùng của chúng chị. Hại nó là những người mà đang quan nghênh nó, đang nói nó làm đúng, đang nói anh Lộc, đang chửi bới anh Lộc đó, là những cái người đó mới hại nó đó cô chú anh chị. Nó nghĩ như là nó làm đúng, nó sẽ làm sai nữa. Nên mình là con người có học, học cao hiểu rộng, mình phải hiểu câu chuyện, mình hiểu được vấn đề đó, mình hiểu được vấn đề là mình sai thì mình phải sửa sai. Làm người mà ai mà không sai cô chú anh chị, ăn cơm còn đổ bằng tay con dài ngon ngắn nè mọi người, đúng không? Ai là hoàn thiện tất cả cô chú anh chị? Nhưng mình biết được mình sai ở điểm nào và mình có nhận được khuyết điểm, mình nhận ra mình sai không, và mình sai thì mình phải xin lỗi và mình khắc phục hậu quả đó. Chứ đâu phải con người, đâu phải là hoàn thiện, Phật còn sai mà chứ người bình thường người, đúng không? Nên rút cuộc ở đây chỉ là một lời khuyên cho em ra đối diện sự thật, nó giải quyết êm đẹp chứ đừng có trốn tránh. Trốn tránh không phải là một cái gọi là cái cách để giải quyết. Em càng trốn thì cộng đồng người ta càng lên án em, và chắc chắn em sẽ không còn làm được gì nữa, uy tín danh dự của em mất hết rồi. Rồi em về quê em đối diện với, bây giờ ở nhà em ở trong phòng không đi, chứ giờ em bước ra đường em là một cái kênh cũng rất là lớn, gặp fan người này người kia, rồi người ta gặp cái mặt em mà ta xì xầm, làm sao em làm ăn gì được? Em nhục không? Cảm thấy em nhục không? Nhục sống nhục, anh nghe anh còn nhục giùm em mà sao em không nhục được, đúng không em? Đó đó, rồi sau này rồi con cái rồi lớn lên, vợ em ra đường, gia đình em ra đường, gặp người này người nọ người ta xì xầm, người ta bàn tán về cái vụ việc phải như ít tiền anh không nói, nó có em rất là nhiều tiền, kênh em sở hữu rất là nhiều tiền, có 1 tỷ mấy mà em ăn của anh em như vậy thì sao em sống được, em đâu có tồn tại được đó. Mà bữa đó ngay từ lúc đầu thì em lên em nói chuyện đàng hoàng dinh lộc rồi em trả tiền lại, thì bây giờ em làm 1 tỷ mấy để em làm gì thì em sẽ lấy là được thôi, bình thường có gì đâu. Nhưng 1 tỷ mấy đó đâu phải là em cho anh Lộc đâu mà em tiếc. Tiền đó là mồ hôi nước mắt của người ta, em chia 82 nó có công bằng hay không, nhưng mà người ta vẫn chấp nhận. Nhưng mà tại sao em không làm được điều đó? Vì cái lòng tham. Bỏ cái tôi xuống đi em phải bỏ cái tôi em xuống, sửa sai, có một clip nói cho cộng đồng người ta hiểu, ta thông cảm, ta bỏ qua, còn cứu vớt được cái kênh chứ. Thật sự anh thấy kênh của anh có to rồi, đúng không mọi người? Mọi người thấy em nói ý nghĩa ý hay thì mọi người để lại comment, mọi người chia sẻ và like video giúp em cô chú anh chị đó. Đừng có chửi em, là lên khuyên thôi chứ em không có chửi, em không công kích ai hết đó. Đó là sự thật. Còn cô chú anh chị muốn nghĩ, những người mà comment tào lao quá đế muốn nghĩ em sao không được hết, nhưng đây là lời khuyên chân thành. Rồi một lần nữa cho em chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị. Bye bye mọi người. Hi, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay tiếp tục trên tay em chào bán một cái sản phẩm cực kỳ hiệu quả cho cô chú anh chị sử dụng. Mọi người trung niên lớn tuổi thường đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp đồ, mọi người hãy dùng thử chai này nha mọi người. Đây là nước cốt nhào ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp cực kỳ hay nha mọi người. Là nhào nguyên chất, nó nhào nguyên chất được ủ với đường phèn để lên men để lấy ra một cái dung dịch như thế này đó. Thì đây là cái sản phẩm nhà làm, thì nước cốt nhào ủ đường này cô chú anh chị đã sử dụng và đã hiểu rất là rõ về công dụng rồi, đúng không? Đó, cô chú anh chị nào chưa sử dụng thì hãy mua một lần để trải nghiệm. Như cô chú anh chị 300.000 bao ship toàn quốc, là chai 1 lít nha cô chú anh chị. Chai như thế này là 1 lít nước cốt nhào ủ đường đó, tức nghĩa là khi trái nhào chín người ta lấy, người ta ủ với đường phèn trong vòng 3 tháng và lược hột và lấy cái nước này. Và đặc biệt đây là nhào rin nguyên chất 100%, rất tốt cho sức khỏe như cô chú chị. Đặc biệt công dụng của trái nhào là trị đau nhức thì cô chú anh chị khỏi khỏi bàn rồi. Cô chú anh chị muốn tìm hiểu thêm, cô chú anh chị cứ lên Google search công dụng của trái nhào là quý vị sẽ biết liền. Đây là chuyên trị đau lưng nhức mỏi, đau thần kinh tọa, đau nhức xương khớp cực kỳ hay, cực kỳ hiệu quả. Một chai như thế này là 300.000 bao ship toàn quốc như cô chú anh chị.
Và đặc biệt kèm theo với cái đó thì có một cái chai cao so bóp trị bông gân, nó tê bì chân tay, đau nhức chỗ nào quý vị xịt chỗ đó vào. Đây là chai thuốc xịt nha mọi người. Nó gỡ nắp ra và quý vị xịt, quý vị gỡ nắp ra và quý vị xịt bóp sẹt sẹt lên ngay chỗ vùng đau và so so bóp bóp là bao của chú anh chị nha mọi người. Xịt một ngày 3 đến 4 lần. Nó đây là nó có công dụng ở đây, hướng dẫn sử dụng ở đây. Mọi người hãy sử dụng đi rồi mọi người sẽ biết nha mọi người. Đó, 135.000 bao ship toàn quốc luôn. Còn cô chú anh chị nào muốn uống cái chai này thì uống, cái chai này không được uống nha mọi người, chai này chỉ xịt thôi. Đó, mọi người muốn tốt nữa thì mọi người mua một cặp, một liệu trình một cặp của nó. Đó là mọi người sẽ sử dụng, mọi người sẽ biết. Nước cốt nhào thì 300.000 một chai, còn cao so bóp là 135.000. Đó, đây là nhà làm nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, cô chú anh chị cứ liên hệ với em. Đó, số điện thoại nằm trên góc trái màn hình nha mọi người. Ok, thì một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị. Mọi người yêu mến sản phẩm nào mọi người cứ liên hệ với em. Ok mọi người.